Hello tất cả anh em. Hôm nay gửi đến tất cả anh em một buổi đi chơi của mình ở công viên. Thì nói qua cho anh em biết là anh em mình làm ở công ty Okamoto Fuchiu. Thì theo hàng năm mọi người thường hay tổ chức một cái buổi liên hoan. Hôm nay đến thời điểm đấy rồi, thì anh em có tổ chức đây, quay cho mọi người quang cảnh không khí xung quanh đây rất là đông. Tất cả anh em đang có mặt ở công viên đây rất đông, ở đây có cái lán rất đẹp anh ạ. Mọi người vừa đi chợ về xong bia thì đang để vào thùng đây, hai đồng chí này đang cho bia và bơi lạnh ở trong thùng. Còn đây là đồng chí Mạc Đức Long đang bổ dưa cho anh em. Nguyên liệu anh em mua rất nhiều. Hôm nay anh em làm món bò nướng siêu to khổng lồ. Anh em chú ý đón xem nhé. Tất cả nguyên liệu đây có thịt bò siêu nhiều lên. Anh em đi chợ ở đây rất sớm chọn thịt bò rất ngon mọi người ạ. Bò rất ngon. Mực thì cũng thế, mực rất to, mực siêu to mọi người. Siêu to khổng lồ. Mọi người xem đây, nước chấm thịt bò đây rất ngon. Siêu to luôn, siêu ngon. Còn đây là cánh gà, mọi người xem là cánh gà đây, cánh gà nướng. Xa xa là mấy anh em đang nướng thịt bò, nướng gà đấy. Giờ chuẩn bị đến giờ chiến rồi. Rồi giờ tất cả anh em đang chuẩn đồ bia và đồ ăn khoai rồi là dưa rồi tất cả các thứ ra đây. Đấy, mọi người đang nướng rất nhiều đây. Ở thời điểm này ở Nhật thì sen đang mọc rất là nhiều, nên là cho mọi người xem qua cái quang cảnh ở cái hồ chỗ mình rất là đẹp mọi người. Hồ sen rất đẹp luôn, ở đây người Nhật đi chụp ảnh rất nhiều. Cho anh em xem đấy. Đây hồ sen đây. Cho mọi người xem hồ sen đẹp tuyệt vời luôn anh em ạ. Sen đẹp, siêu đẹp luôn mọi người. Đây cho anh em xem. Nó giống như ở Việt Nam mình luôn. Đầu tiên mình ở Việt Nam mình cứ nghĩ Việt Nam ở Nhật không có sen, nhưng mà thực ra ở vùng này của mình có rất nhiều sen này ạ. Sen rất nhiều rồi, mọi người xem này. Hồ sen rất đẹp. Còn đây là đồng chí Vũ Tiến Đạt là chưa có người yêu, rất đẹp trai. Anh mọi người nếu anh rất cơ bắp luôn. Cơ bắp nổ cuồn cuộn, rất đẹp trai. Giới thiệu cho tất cả mọi người được biết là anh em nào có nhu cầu, bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với mình nhá. Bạn này quê Hải Dương, sinh năm 9 mấy nhỉ? 99 99 2001 nhá. 2K1 các bạn nhá. Đứng thịt bò siêu to khổng lồ. Anh đâu? Xin chào tất cả các bạn nhá. Chào bà con. Chào tất cả bà con. Chào bà con nhá. Ui, anh em đông vui. Chào bà con nhá. Bia đấy là bia không đổ. Đây là quán ở phía đấy rồi.
anh Tô. Anh Tô cũng rất là ốm yếu và anh ấy không ăn được gì cả. Anh ấy chỉ ăn được ít dưa hấu thôi. Đây là Tùng đẹp trai nhá. Vâng, Tùng đẹp trai, anh cả nhà em anh ạ. Vâng, xin giới thiệu. Gọi tắt là A Lử nhá. Vâng, biệt danh là A Lử. Đấy. Vậy anh ấy, mầm non của tổ hai. Vâng, mầm non tổ hai. Quay lên. Nhìn thẳng máy của anh ơi, nhìn thẳng vào đây. Không, sao anh nói thế không? Đang lại chiêu với tổ hai. Có điều gì cần nói với người hâm mộ không con? Nói đi. Không, anh ấy. Ờ đấy, đúng rồi. Tiếp tiếp anh ơi, tiếp tiếp. Con đang đứng đấy. Ờ. Để nó rơi vào đá nó vỡ. Không phải. Ừ. Con đang làm tự nhiên đá nó vỡ. Ở đấy, kiểu thế. Anh Tùng là sinh năm 98. Và anh ấy chưa có vợ hai. Đây. Vâng. Anh Tùng với chiều cao lý tưởng là 1m65 và cân nặng là 70. Đây vâng. 64. Ở đấy. Để tuyển người yêu. Nói thông qua là cho anh em biết là em nó thì khoai ở mức gọi là trung bình, trung bình giá và trung bình giá, và cái sở thích của nó là màu hồng, màu vàng, chưa thể chơi sở thích mặc áo mưa, cái loại mũ rất bé. Ok ok ok. Tiếp tiếp anh ơi, còn gì đến đây để còn đặc điểm gì để chị em nhận dạng này? Nói cho chị em chú ý là ở đây là thằng con trai của tôi là lương tháng 40 triệu. Vâng, đây là 40 triệu. Xin giới thiệu về. Không, anh ơi. Xin anh có thể giới thiệu vài lời về cái đồng hồ 4 man của anh được không nhỉ? Bà Xuân với lúc đây. 9 triệu Việt Nam. 9 triệu Việt Nam đồng ạ. Vâng. Cái đồng hồ hiệu là Seiko. Đấy. Trị giá là 9 triệu Việt Nam đồng. Đang quay đâu? Đấy, đang quay đây. Đấy, đang qua đây. Đấy, anh giới thiệu qua vài lời được cái đồng hồ đấy không ạ? À, đồng hồ này là 89 triệu là vay tiền của anh Trung. À, đấy. Đúng rồi. Ừ. Anh Trung tài chính, đấy, công ty Mai Long. Đấy. Vâng. Đây. Đấy, đúng rồi, mang cái váy như anh Dung này.